đủ màu luôn, đủ màu đủ size. Wow, cái này nhìn đẹp quá. Cái này giá bao nhiêu tiền đấy thưa chị? À, 550 một bộ. 550.000 một bộ. Ở đủ dưới màu, là quần màu đỏ này. Áo thì màu trắng. Đúng rồi. Tay này gọi tay lở hả chị? Tay lở, tay suông đó em. Dạ. Dạ. Người mẫu quay một vòng giúp anh ấy. Rồi. Ồ, nhìn rất dễ thương á, mặc đi chơi đi chụp hình Tết cũng được. Rồi, cảm ơn em. Vâng. Chị biết cái hàng mình ra mà mình không biết cái hàng đầm dính hương mặt luôn. Vâng. Cái chị mới nói vậy thôi, chị đưa tấm hình để cho em dòm coi. Vâng. Cái cổ đưa tấm hình này nè. Vâng. Đây, để coi. Vậy cho nên nó là à, chị mới biết cái áo này là đầm dính hương mặt, em biết không? Màu đen. Đây các bạn, đây là cái chiếc áo dài có thêu rồng. Rồng phun lửa. Màu đen. Và đây là rồng đang phun lửa, ở dưới là vân mây các thứ này. Thì áo dài này là do nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc. Ở Việt Nam thì Đàm Vĩnh Hưng cũng là một ca sĩ top hạng A, rất là nổi tiếng. Anh cũng có đi hát ở Mỹ nữa. Và năm nay là năm con rồng, nên là khi mà có nhiều bạn trẻ hoặc là nhiều người cũng muốn học là và bắt chước theo những cái mẫu mà các diễn viên nổi tiếng mặc, thì chị bé sẽ giới thiệu những cái áo này cho em coi ha. Áo dài mà của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lựa để mặc trong cái năm rồng 2024. Lý do sao mà toàn bán màu đen không? Còn chị nghe kỳ quá. Rồi chị mở ướm thử cái áo giờ đây màu đen chị hết rồi, giờ chị còn xinh đen, em hiểu không? Đó. Đây các bạn này, cái mẫu này là rồng khạc lửa nhá. Mẫu này con rồng khạc lửa, ở dưới là vân mây này, giống như con rồng nó đang lượn lên trên 9 tầng mây ấy. À. Và nó khạc lửa. Chị bày, cầm nó rộng ra, đấy, ok. À. Cái này thì chừng khoảng người bao nhiêu ký mặc vừa chị? À, cái này số 48 là để chị dòm đó nha. Dạ. À, 48 là dành cho người để em từ quay 60 đến 65 ký. Đây có cái bảng này các bạn này, thì bảng nam đây các bạn, thì từ size 46 tới size 62 là những người từ 95 cho tới 100 ký là cũng mặc vừa nhé. Rồi cái cân thì cô bác nhớ chụp hoặc lưu cái này lại để mình làm cái cơ sở mình đi mua áo dài nam. À, đây chị ơi, chị kiếm thì treo cả cái móc áo màu đen lên nhỉ. Cái đó màu xanh đen. Vâng. Đây các bạn, cái áo màu xanh. Và cái màu xanh này gọi xanh gì ta? Xanh bích em. Màu xanh bích. Áo màu xanh bích có thêu hình rồng. Màu đen thì chị bán hết rồi. Vâng. Tức như ra bao nhiêu màu đen bán hết bấy nhiêu mà chị. Vậy thì chừng nào có lại màu đen ta? Chắc chị nghĩ hôm nay thứ ba đúng không? Vâng. Chị nghĩ là chắc thứ 2 tuần tới có lại. Chứ thứ 2 tuần tới mới có, trời ơi, lấy cả cái móc nữa. Thôi móc tạm đi, tí xíu bỏ. Cẩn thận không, nó móc vào cái bài khác nó hư không? Không sao đâu, chị để tạm. Cái mẫu này là màu xanh đen nha các bạn. Chị ơi thì cái mức giá là như thế nào đó ta? 700.000. 700.000 một chiếc nha các bạn. Đó. À, mà size lớn hơn nữa tốn vải thì có thể sẽ cộng thêm một chút tiền. Có từ đến 95 đến 100 ký là không có thêm tiền. Dạ. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về chợ An Đông. Hôm nay thì mình lại có mặt ở tiệm áo dài bé để trả lời một số những cái thắc mắc của quý cô chú anh chị khán giả, đồng thời là sẽ giới thiệu thêm một số những cái mẫu mới trong dịp Tết, và đặc biệt là có cả áo dài nam. Mà áo dài nam đây các bạn là những cái ca sĩ mặc nhé, và hôm nay sẽ giới thiệu những cái mẫu mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một quý ông trong cái làng ca nhạc khá là nổi tiếng ở Việt Nam và hải ngoại, có mặc. À, bây giờ mời cô bác anh chị cùng tới áo dài bé. Địa chỉ ở đây là sạp D1, D3, D5, D7 và số điện thoại là 0908332073, 0869529239. Nếu mà quý cô bác anh chị từ nước ngoài mình gọi về đó thì mình bấm là +84 rồi bỏ số 0 ở ban đầu đi, bấm các cái số kế tiếp và kết bạn qua Zalo hoặc là Viber để coi những cái mẫu trực tiếp. Đây, ngay tại thời điểm này thì cũng có một số các cô chú đang lựa đồ rồi. Mình sẽ đi vô trong. Dạ, chào mấy cô chú ạ. Dạ. Rồi, xin chào chị. Dạ.
Rồi em gửi cái mic ạ. Đây chị gắn. Rồi thưa chị thì mấy hôm trước mình cũng có quay một số cái mẫu áo dài mới. Thì thứ nhất là có mấy cô có hỏi em là tại sao mà giới thiệu toàn những cái bộ dành cho người mẫu á, còn cái người mẫu là 1m45, 1m50 thì liệu không biết có mặc vừa hay không. Bởi vì mấy cô nói là ví dụ như từ cái hoa trên này này tới cái hoa dưới này này, cái khoảng cách nó khá là xa. Thì bây giờ nếu mà chiều cao khiêm tốn á, thì xử lý như nào mà sao chị không giới thiệu những cái mẫu mà cho những cái người có chiều cao khiêm tốn mặc vừa. Giờ chị nói với em nghe, cũng là một cái mẫu này dành cho một người cao 1m65. Dạ. Và cũng đồng thời dành cho một người cao 1m50. Là em biết lý do sao chị cộng dưới này nè, 20 mấy. Nếu ví dụ như em cái người cao 1m65 thì may tới đây, em hiểu không? Vâng. Nếu ví dụ như một người cao 1m58 như chị thì may tới đây. Dạ. Mà còn nếu mà cảm thấy cô đó mà cao 1m50 thì may tới đây. Vâng. Cũng vánh lấy được bông, em hiểu không? Cái gì nó cũng có một cái sự tính toán của nó hết. Vâng, tức là một cái khoảng cách khá là dài. Khoảng cách là 20 mấy á. 25, 27 phân. Thì cái này để điều chỉnh cái chiều cao. Điều chỉnh chiều cao. Đâu chị giới thiệu một cái mẫu khác kiểu giống thế nào. Nhà chị là cái nào cũng có điều chỉnh hết. Đây bây giờ giả sử thôi để nói như thế thì bây giờ chị lấy mà thôi cũng chẳng cần. Giờ chị ướm thử đi ha. Chị ướm thử đi. Chị lùng chị 1m58 nè. Đây. Chị ướm thử xem là chị 1m58 em ha. Tức là người kia thì là chị đứng qua bên đây cho nó. Đây. Chị 1m58 đây. Cỡ nào cũng may được hết á. Vâng. Đó. Nguyệt ơi, Nguyệt gấp cái lai áo lên cho bác cái con. Đây thì ở phía dưới này các bạn này, nếu mà cái này, người này hao á, con gấp cái lai áo lên giùm bác ấy coi. Đây là đang 1m58 mà chưa có mang giày cao nhá. Đó, gấp lên chút nữa. Đó, hiểu không? Gấp lên. Đó. Còn nếu mà ví dụ như mà người 1m60 á, 65 thì may hết luôn. Vâng. Ý là cho cô chú quay cho biết là người cao và người thấp đấy, em hiểu không? Thì đây này các bạn này, nếu mà người em Nguyệt bỏ một cái tay một bên được. Tức là nếu mà mình cao ấy thì đây. Đó, cái này là dành cho, nếu mà làm như vậy là cho người 1m50 á. Đây 1m50 này các bạn này. Thì cái đó rồi em thả hết xuống. Đó, thả hết xuống, đây là 1m58 nhá. Còn gấp lên xíu xíu nữa là 1m50. Thì gấp là gấp cái phần dưới. Cái vải thôi, phần vải chút lên thôi. Nó không có ảnh hưởng đến không ảnh hưởng nó gì đến bông hết á. Hoa văn với họa tiết. Đúng rồi. Như vậy là các cô, các bà, các chị yên tâm nhá. 1m50 hoặc 1m45 nhưng mà vẫn có thể vẫn may được, vẫn may cô đẹp Thúy đâu như ta? Bình thường. Cô Thúy kiếm cô Thúy 1m50 nè. Người đẹp thử một chút xíu. 1m40 mấy à? 1m49 hay là 1m45? Ướm đi, ướm thử ra. Đây, không vẫn may được luôn. Em gái này là chưa tới 1m50 nha. Người ta nói lùn may không được. Mà có mấy cô nói là lùn 1m45 may rồi, không được. Rồi giờ chị gấp này vô cho nha. Dạ vâng. Đó. Nó không có liên quan gì hết á. Đây là chưa có mang giày đúng không? Đây em gái 1m45. 45 hay 46 người đẹp? 49. Mét 4 mấy? 4 mấy hả? Khoảng đó hả? Thôi cứ tính 1m45 đi cho nó dễ tính nha. Cho nên là đừng có sợ là người cao và người thấp. Ok, cảm ơn em gái. Cảm ơn em. Rồi. Em hiểu ý cái hàng chị làm không? Dạ dạ. Còn ví dụ như từ mấy nơi mà ta không chuyên á thì em cái người lùn may là mách bông, cái bông cắt hết nữa. Vâng. Rồi nhà chị đã có sự tính toán hết. Như vậy là mình không có sợ mất cái bông hoặc là mất cái hoa văn hay đúng họa rồi, tiết nào đẹp nha các bạn. Đúng rồi, nhà chị có sự tính toán trong đó hết á. Vâng. Cho nên là ví dụ như mình làm lên là mình tính cái lượng là ví dụ người cao bao nhiêu, người thấp bao nhiêu là may được. Dạ. Thì giờ để chị ướm những cái giờ ngày hôm nay chị nói nghe nè, hôm nay thì chị cũng nói với em á là những cái hàng để mình chuẩn bị bán đầu năm đó. Vâng. Thì hôm nay ra rất là nhiều, ra ngày hôm qua đó. Dạ. Thì nay những cái này là chị đã ủi hết rồi. Giờ vâng. Chị ướm thử, em ướm nhem ha. Dạ dạ. Rồi Nguyệt vô ướm đi Nguyệt. Con vô ướm đi con. Chị Nga có thể chị Nga ra quay ra một chút được chị Nga. Em cứ ngồi đây đi em. Rồi, ok, được rồi. Dạ được rồi. Liên hàng đây, thưa chị cái đây là cái chất liệu gì chị? Cái này nhung thun em. Này nhung thun. Chất liệu này gọi là nhung thun và cái này dành vẽ, cái này cho người hơi lớn và tuổi. Kết đá đúng chị? Đúng rồi, đá pha lê. Vẽ và kết đá pha lê. Rồi, giờ chị đang nói này, cái này là ví dụ cho người cao 1m60 mấy 1m70 này em nha. Dạ. Còn nếu một người mà ví dụ 1m50 thì gấp cái này lên em hiểu không? Đây, nếu như 1m50 này các bạn này thì sẽ điều chỉnh bằng cái bông.
là gấp lên. Dạ gấp rồi. Lên, em hiểu ý chị nói chưa? Dạ hiểu. Còn nếu mà người cao thì may hết cái này. Dạ. Là chị trừ hao cái này đến 25 phân. Vâng, cái chiều cao từ cái phần mép vải tới cái bông ấy khoảng 25 tới 27 phân. Ừ, để đó. Cho các cô bác anh chị điều chỉnh cái chiều cao và nếu những người 1m50 thì vẫn lấy được trọn vẹn cái bông, không có sợ là mất bông. Mất bông, đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Cho nên đó là nhà chị lên hàng là có sự tính toán hết. Trong đó cho người cao và người thấp may đều may được hết. Rồi thưa chị, những cái đồ này thì dành cho các bác trung niên à? Đúng rồi, cái này là trung niên nè. Các cô trung niên đúng không? Dạ, cái này mình có thể may để ngồi xuôi da này, đi tiệc này. Cái này ở xứ lạnh mặc có hợp không chị? Để nó đâu ha? Cái này nếu mà ở ngoài nó... Cái này dành cho ở xứ lạnh đó em. Ở xứ lạnh ạ. À, cái này xứ lạnh đó em, dành xứ lạnh mà Việt Nam mình vẫn xài cũng được. Mấy cô, mấy bác mà ốm ốm mà lớn tuổi á. Dạ. Thì xài rất là đẹp. Này. Nè rồi, con cứ đặt này vô đây không sao đâu. Đây, tiếp theo không cô sao? Chú anh chị nhìn này. Đây một cái mẫu nứa nhìn trông nó như là cái dòng suối hoa đấy. Ở trên thì hoa hình tam giác, có đính các cái đá, nhìn rất là đẹp này. Một cái bông này nó còn nổi luôn này. Nè các bạn kết nhìn này. Kết đá pha lê. Kết đá pha lê. Nhìn nổi rất là đẹp. À, phía trước hình cái tam giác, về phía sau như là một cái suối hoa ấy. Vậy nhưng mà đẹp. Ở đây lại tiếp tục một cái bông tiếp theo này cô chú anh chị. Bông thì kết màu màu đỏ. Màu đỏ để đi quần đỏ, đỏ em ha, đỏ đô. Kết hợp với cái nền nhung màu xanh đen. Rồi tiếp theo lại một cái nhưng màu mà đặc điểm vô đến cửa hàng chị là hàng có giá nha em. Dạ. Cứ bà dạch góc lên là sẽ có giá nè. Dạ. Tức như cái nào cũng đều có giá hết, 800 ngàn em nè. Đây bộ này như là 800 ngàn mua áo tặng quần nè. Mua áo tặng quần. Đó. Cái nào cũng có hết em nha, cho nên không phải sợ. Nè, cái nào bấm này là chính tay chị bấm vào, em hiểu không? Nè. Đây các bạn này, như cái này là 1 cái nào triệu. Một 800 ngàn. Xin lỗi, 800 ngàn nha. 800 ngàn. Cũng 800 ngàn, giá rất là... Mua áo tặng quần, nếu mà cô chú mua mà không có lấy áo mà không lấy quần thì chị có trừ tiền quần ra. À đúng rồi đó. Thì có chứ không số, phải là không có trừ. Có một số cô có hỏi là bây giờ tôi muốn may đầm hoặc là may sườn xám đó là không có lấy quần thì có được không? Có giảm nghe em. À, có giảm. Như vậy là khi mà các bạn không may áo dài mà may đầm hoặc may sườn xám thì chị sẽ có giảm, giá rồi. Giá đi khi mà mình không lấy quần nhá. Có đây, giảm tiếp theo rồi. Một cái mẫu hoa văn khác này đó. Màu xanh có dịch rồi, màu tím tím thì này. Hồi nãy mình mới coi là có những cái tím nho, sản phẩm là chỉ có mức giá là khoảng 800 ngàn thôi các bạn. Đó, nhưng mà từng sản phẩm thì nó sẽ có cái mức giá đính ở trên đó để cô chú anh chị mình không tức có như sợ là hơn. Hàng của chị là cái nào cũng có niêm yết giá hết á. Vâng. À, không phải sợ lớn bé nhỏ gì trên cửa hàng chị. Vâng. Đều niêm yết giá hết thì thưa cô bác anh chị là nó sẽ có một cái thực tế là nếu mà cô bác coi những các cái video clip khác của ở trên mạng đó thì có nhiều nơi họ không có báo giá. Người ta không có báo giá. Người ta không có báo giá cụ thể cho từng cái mặt hàng. Đây là một cái mẫu lập thể nhìn cũng rất là đẹp này. Thì khi người ta không có báo giá thì tất nhiên là họ sẽ bán với cái nhiều mức giá khác nhau. Và đôi nè, khi em cái này lập thể của Sĩ Hoàng đó em. À, của nhà thiết kế Sĩ Hoàng. Sĩ Hoàng á. À, đẹp em ha. Mẫu này nhìn đẹp. Đẹp quá trời đúng luôn rồi. Ha. Màu đen. Và màu đen kết rồi, hợp với con kim tuyến này. Ừ. À, xin nói thêm cái ý là nếu mà người ta không có để giá đó thì họ sẽ bán với nhiều cái mức giá khác nhau và đôi khi để cạnh tranh đó thì họ sẽ ví dụ như mình để giá là 10 đồng có thể họ chỉ để giá là 9 đồng rưỡi nhưng mà cái mặt hàng khác ấy, họ sẽ bán cho mình với cái mức giá cao hơn mà mình không biết, thậm chí là cao gấp nhiều lần. Em cái này là mẫu của Hồ Đình, Lê Đình Tấn nè. Dạ. Mà cái này người ta đặt chị nè, có số đo nhưng mà chị đợi em ra quay xong chị mới bỏ vô. Vâng. Có số đo, có tên rồi. Vâng. Cái này người ta đặt nè. Đây chị đưa chị em coi cái này nè. Lê Đình Tấn em ha. Đây vẫn là vải hay là thành nhung áo rồi chị? Nhung em. À, chất mẫu này là của Lê Đình Tấn. Cái này đi với quần mà cam cam em, cam đất đó, rất là đẹp. Nhìn có vẻ hoành tráng lệ quá. Cái này mấy áo này là phải đặt mới có hàng em nha. Wow. Đó. Cái này nhìn xuất sắc luôn đó các bạn. Như đó, một cái tác phẩm nghệ thuật ở dưới là đây là 5 hạt nhé. Đẹp không em ha? Đây các bạn nhìn này. Vậy là cái người này cũng đúng rồi, người ta đặt á. Rất là, chắc là rất là cao đây. Dáng đẹp.
Nè, cô bác anh chị. Cái này bữa có chị gì ca sĩ mua Lê Đình Tấn mấy chục triệu, sáu mấy triệu á. À. Bộ đồ này sáu mấy triệu á. Rồi người ta đưa mẫu cho chị làm. À. Cái mẫu này là 60 mấy triệu là ca sĩ đã mặc rồi này, nhưng mà đến đây thì có sẽ có một cái mức giá là bất ngờ nhá. À. Giá giật mình luôn các bạn, nhìn nó nổi quá trời luôn này. Đúng rồi. Đó. 5 con hạc. Rồi, bông. Cái này mẫu Lê Đình Tấn á. Dạ. Thắm ơi bỏ cái này vô đưa cho cô Hà. Thắm ơi cái này đưa cho cô Hà may nè, cái này của cô Hà nè. Hồi nãy người ta mua người ta đặt rồi. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi cái này cái mẫu này của Lê Đình Tấn luôn em nè. Dạ. Yeah. Đây toàn những cái mẫu đẹp xuất sắc luôn. Nếu mà con yến. Cô mẫu bác là người mà thích thời trang, đặc biệt là thời trang áo dài thì đó mẫu Lê Đình Tấn luôn. Những cái mẫu này cô bác có thể tham khảo. Này hàng đẹp đẹp không hoa đó em? Hoa cúc này. Cái mẫu này đẹp quá trời. À, hoa đẹp không ạ? Yeah. Đẹp quá. Nhũ pha vàng á em hiểu không? Vâng. Nhũ ánh vàng á. Dạ. Yeah. Nó là cong cong như cái eo của người phụ nữ. Rồi cái bộ này thì lấp lánh này. Đẹp em ha. Lung linh luôn, long lanh. Xôi. Đó, để cho cho nên hàng chị chuẩn bị hàng Tết rất là đẹp. Mình mua để ngồi xuống. Đây cái phía dưới này các bạn nhìn này. Nó nếu mà có ánh đèn chiếu vô thì nó phản giữa cái màu vàng. Cô chú mua đừng có sợ là người cao người lùn gì hết á, đây là làm ta có tính sự tính toán hết rồi. Mẹ. Dành cho người cao và người lùn may đều may được hết. Đây phía trên thì các bạn là những cái bông hình lập thể kết hợp hình tròn này. Đó, phía dưới là những cái chiếc lá nữa. Đẹp không em? Thấy đẹp không? Quá trời luôn. Rồi, con này nè con. Nên này bữa nay chỉ có hàng mới ra em quay đi em ha. Vâng. Ừ. Cái này chị cũng mới ra có một mẫu duy nhất nè. Dạ. Có một màu chứ quên đó một mẫu. Vâng. Mới có một màu duy nhất thôi. Như cái mẫu này có báo giá được không? Có sợ mất ra. À, không, không có ấy đâu nhưng mà 2 triệu mấy hay sao chị cũng quên rồi. 2 triệu 8. Cái mẫu này là 2 triệu 800 ngàn nha các bạn. Có mẫu Lê Đình Tấn á. Thực ra ở đây bây giờ nếu như các bạn đi may ở những cái nhà thiết kế như là mấy nhà thiết kế như Vũ Việt Hà này, Sĩ Hoàng rồi nhà may Thiết Lập này, những cái tiệm nổi tiếng ở Sài Gòn hoặc Hà Nội ấy, thì cái mức giá nó sẽ rất là mắc, nó vài chục triệu một áo cơ, chứ không phải là vài triệu như ở chợ An Đông. Đây một mẫu tiếp theo các bạn nhìn trên cái nền màu đen, hoa văn là màu trắng kết hợp với màu đỏ. Mẫu này mấy mẫu này mới ra ít à? Dạ. Còn cái mẫu này mẫu Sĩ Hoàng, nãy chỉ có màu đen nè, bên này là màu đỏ đô nè. Đây mẫu của nhà thiết kế Sĩ Hoàng, có cái màu đỏ đô, đỏ đô với hoa văn là lập thể kết hợp với những cái đường nét cong cong uốn lượn, đại loại nhìn trông nó này mẫu này nhìn là trông nó rất là hài hòa và chúng ta phải tưởng tượng giống như là cái trường phái trừu tượng ấy. Này đỏ này. Rồi, đây tiếp theo một mẫu khác các bạn này. Đỏ hồng nhung. Thám thám ôm này ra treo đi em. Treo phụ đi cho nó gọn đi. Đó. Nghe con ôm này đang treo rồi. Wow. Cho chị Nga đó. Bán rồi. Thúy đâu rồi? Nhìn rất đẹp nha cô bác anh chị. Quá đẹp mẫu luôn. Mới không em ha? À, người mẫu mình là mét mấy nhỉ? Mét 67 nha, chưa đi guốc, nếu mà đi đôi guốc 10 phân nữa là mét 77 là các anh cứ chới với luôn. Đây một mẫu khác này các bạn này. Mẫu. Cái này gọi mẫu lập thể hả chị? Đúng rồi, lập thể Sĩ Hoàng em. Lập thể của nhà thiết kế Sĩ Hoàng theo cái mô phỏng theo cái thiết kế của nhà thiết kế Sĩ Hoàng. Đúng rồi, con này là của Lê Đình Tấn nè. Rồi tiếp theo là mẫu này của nhà thiết kế Lê Đình Tấn nha. Các bạn nhìn này, cái giống như là cái những cái đường xước kìa. Đó, đẹp như lắm. Là như là một cái bình hoa đó mà nó ôm theo cái eo của người phụ nữ nữa. Thấy cô kia nó trời may rồi, vậy em đăng mấy cái sao này lên đẹp quá, giờ làm sao đây? Khi mà không đăng clip thì nhiều chị bảo là sao không thấy clip, mà đăng xong thì các chị này bảo là trời vừa mới may có chục bộ mà giờ tự dưng lại có đồ mới này, giờ không may cảm giờ thấy sao giờ đây không biết cái, xử lý sao cái chị nói thôi lựa ít thôi, đừng có lựa nhiều để ngày sau đăng lên rồi lựa thêm. Em cái
Cái mẫu này là nãy cái mẫu nhung em nè. Cái này cũng có người đặt rồi nè. Vâng. Là đây, chị cứ ướm lên đấy, đi. Cùng một cái kiểu hoa văn như vậy nhưng mà có khá là nhiều màu để cho chúng ta lựa chọn. Đó, cái này là nãy nhung mà giờ trên giải anh em nè. Cái này cũng có người đặt rồi đó. Cái này cũng ca sĩ đặt đó, mấy người đi hát đặt đó. Đây là chuyển thể, hồi nãy là nhung. Còn đây là em đẹp không em cho chị dòm đây, đây chị nhòm này. Đẹp quá ha, sống động quá ha. Đấy, như là những cái tác phẩm nghệ thuật chứ không chỉ đơn thuần là cái áo này. Dưới là các bạn nhìn năm con hạc đang bay hướng lên trên. Mà hạc thì tượng trưng cho cái sự quyền quý cao sang. Chị không phải nói ấy nhưng mà chị có ông trời khiến cho chị làm cái nghề này á, là có cái gu thẩm mỹ đúng không? Thẩm mỹ, nói chung là chị vừa lựa những cái màu gam để lên trên áo. Nó không phải là xến em hiểu không? Xưa ai lá ngọc cành vàng, xưa ai quyền quý cao sang, đúng trong như lời bài hát. Đây, các chị nào mà thích may áo dài thì đây để mình đang quay thì có một cô cũng hỏi thăm là hôm nay có áo dài nào mới không để cô sẽ dẫn gia đình rồi bà con từ nước ngoài tới để mua. Thì đây là một cái mẫu hoa hồng này, rồi những cái cành hoa thì hoa thêu em nha, màu vàng đậm. Đây là mẫu thêu. Rồi tiếp theo đây các bạn, cũng là một cái mẫu hoa hồng và được thêu, nhìn nó nổi hẳn lên như là hoa thiệt đấy. Có những người hỏi là 3D, áo dài 3D nó là sao chị bé? Bữa nay người ta không kêu 3D nữa mà giờ bữa nay người ta chuyển qua là kêu 4D, là cái hàng in này nè. Hàng in chị nói với em giá 250 đó. Là gọi là hàng 4D. Vâng. Ngày xưa thì người ta nói cái mạng 3G nên xong rồi sau các phụ nữ có rồi, một thời giờ gian có là có nhiều người kêu 5D nữa. Có một thời là các phụ nữ cứ thích kiếm đàn ông 3G. 3G là G thứ nhất là già, G thứ hai là giàu, G thứ ba là giỏi, già giàu giỏi, nên là cứ chọn 3G. Nhưng bây giờ thì 4G, 5G rồi. Đúng rồi. Rồi tiếp theo. Cái mẫu cái này chị cũng mới ra thử con áo màu hồng. Cái này là mẫu này mới ra thử. Thử con áo rồi, mới ra thử à. Vâng. Wow. Nhìn đẹp quá. Mới ra thử con áo rồi. Tại vì em biết sao, cứ ra gam người lớn mà không có gam tuổi trẻ. Cho nên chị ra thử gam người gam tuổi trẻ, em hiểu không? Dạ. Cái gam này dành cho những cái phụ nữ chừng khoảng từ 35 trở xuống. Đúng rồi. Hoặc 40 mà cũng rất là nhìn trông trẻ trung. Trông nó hấp được cái tuổi. Tại vì cứ ra những cái gam người lớn không à. Chứ không có gam trẻ. Cho nên chị phải chuyển ra kiếm cái gam trẻ nữa. Đây, một tiếp theo là một cái mẫu hoa lan này các bạn này. Trên cái nền màu xanh, hoa màu trắng, rồi màu đỏ đô. Đẹp nhìn đó. Rất là nổi bật. Mỗi một có cô ở bên nước Anh thì cô nói là mỗi một cái áo dài này như là một cái tác phẩm nghệ thuật ấy, và mỗi một cái thì nó có một cái hoa văn họa tiết khác nhau. Nhìn rất là mê, không biết lựa cái nào. Rồi chị bé nói lại là cái nhiều khi ướm này một hồi rồi người ta tẩu hỏa nhập ma, không biết nên lựa cái nào cũng thấy đẹp mà mua hết thì không có tiền. Thì theo cái kinh nghiệm của chị là để chọn áo dài thì các chị em nên như thế nào ạ? Nên chọn màu gam mình thích. Mình phải xác định là mình thích cái màu nào, em hiểu không? Giống như chị đây là thích màu đen. Dạ. Còn bây giờ em thích màu gì? Dạ, em á, trời ơi, em thì bảy màu nào cũng thích luôn. Chị thì chị thích màu đen. Dạ. Còn ví dụ như mình sẽ yếu tố là mình sẽ thích cái màu gì, rồi xong ra mình phải lựa. Dạ. Em hiểu không? Nhưng mà có nhiều lúc ra tới quầy này có thể là bị tức như lăng... Bị chi phối bởi vì quá phối, nhiều cái mẫu mới đúng không? Là tức như có thể là mình suy nghĩ là mình sẽ xài màu xanh bích. Vâng. Ví dụ đi, nhưng mà ra ngoài này có nhiều cái màu khác nó đẹp hơn màu xanh bích nữa. Thì bắt đầu phát sinh tính mua một cái. Mà phát sinh ra hai cái hoặc ba cái. Vâng. Giống như là phát sinh thêm. Rồi. Em hiểu không? Đó là cái đấy là, là tùy tình hình thực tế mà cô bác. Đó, em thấy cái này thì kết đá pha lê cũng mới ra nè, có mấy cái thôi. Đây là mẫu mới này các bạn này, cũng thêu và kết đá pha lê. Đẹp lắm, thêu xong mới kết đá pha lê.
Đây là hàng mới không em? Dạ. Hàng hoàn toàn là bảo đảm, khẳng định là chị mới ra đầu tiên. Dạ. Nhưng mà em quay thì sau này chị sẽ mách mẫu nhiều lắm. Vâng. Nhưng thôi không sao, mình là người dẫn đầu. Thì cô bác anh chị mình sẽ thấy là nếu như mình follow theo những cái tiệm mà đầu tiên đó, thì mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ có nhiều cái mẫu mà chị không có đụng với bất lắm. Cứ ai cả. Cái thứ hai là với những cái tiệm mà họ buôn bán lâu năm uy tín rồi thì các cái chính sách bán hàng hoặc là về tư vấn, về thái độ phục vụ á, là cô bác sẽ cảm thấy ưng ý. Có nhiều người nói rằng có khi đắt 30.000 nhưng mà tôi lại không có thích. Tôi lại thích cái cô này. Còn đương nhiên thì buôn bán kinh doanh ai cũng phải kiếm một chút cái đồng lời rồi. Nếu mà nói là bán lỗ, bán thì chắc chắn là người ta sẽ không thể tồn tại được lâu. Nhưng mà với những tiệm mà làm ăn uy tín, niêm yết giá rõ ràng. Này bỏ qua đây, cái này dơ rồi bỏ qua đây. Mình không có sợ khi mua mà bị hớ hoặc là phải trả giá. Không, hàng hôm nay đẹp lắm đấy. Dạ. Nay là chị không có làm số lượng nhiều, cứ màu vẻ 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 mà chị làm nhiều mẫu. Vâng. Thì ngoài cái việc mà có những cái mẫu may sẵn này đó thì cô bác cũng có thể chụp hình những cái mẫu mà mình thích cái nào yêu thích. Để chụp lại. Chị bé có nhận là thiết kế các cái loại, các cái mẫu áo dài. Khó nào cũng thiết kế được hết á. Khó cỡ nào chị cũng xử lý được nha. Đó là mẫu đó hết rồi đó. Qua mẫu này. Đến như cửa hàng của bé là không phải sợ hớ đâu. Nếu mà có hớ vài chục ngàn của bé lời thôi. Vâng. Tại vì cứ đến đây là mình, nếu mà mình vào mình chưa muốn mua, mình cứ dạch góc mình coi, mình coi có vừa túi tiền mình hay không. Vâng, đây nếu như cảm thấy mình vừa túi tiền. Cái này có 760 ngàn thôi. Mình coi có vừa túi tiền mình rồi mình mua. Thì khi các bạn này, ở đây là mình đang để giá là 760 ngàn, thì tất nhiên là cũng sẽ phải lời là vài chục ngàn. Đúng. Nhưng mà sẽ có những cái tiệm cắt cớ họ không có để giá và họ muốn cạnh tranh ấy, thì khi họ sẽ nói là ủa cái này tôi bán con 750 à, bên này bán đắt 10 ngàn. Để chị vừa rồi chị nói cho em nghe nè, có một cái áo kia chị đăng em, chị nói 760. Vâng. Nhưng mà cái mẫu đó là cái người thợ đó làm trong chợ này, hai người. Vâng. Làm cho chị, và nói chung là chị không có đủ hàng cung cấp cho người ta để sống cuộc sống. Vâng. Thì người ta có xin mình làm thêm một người nữa. Nhưng mà sau lúc á là chị đăng cái áo này lên 760. Vâng. Thì cái cửa hàng kia người ta bán là có 730 là rẻ hơn. Trời, chị có lệch nhau có 20 ngàn á. Rẻ hơn 20 ngàn. Tại vì người ta biết nhà chị đã bán 760. Vâng. Nhưng mà thí dụ thường thường cô chú mua chị thì gì chị cũng có bớt chết cái lẻ. Vâng. Em hiểu không? Điều thứ nhất, thứ hai lại á, là người ta lúc cái cửa hàng đó bán cho cô đó một cái áo 2.6 triệu. Nhưng mà theo chị biết là cái áo 2.6 triệu có thể tới cửa hàng chị mua được có 2.5 triệu. Em hiểu chị nói không? Thì tức là họ là thả vậy, con săn sắt và họ bắt con cá mập đúng không? Em hiểu không? Có thể là 2.5 triệu đó thì đến cửa hàng chị có thể là nếu mà chị có bán đắt đi chăng nữa thì sẽ mua được 2 cái nữa. Em hiểu như chị vậy không? Có thể là các bạn biết là như vậy thì khi mình đăng cái mức giá này lên ấy, cũng sẽ bị cạnh tranh, và sẽ có những cái tiệm có thể họ chỉ bán với mức họ chấp nhận lỗ cái mặt hàng này nhưng mà họ lời cái mặt hàng khác gấp nhiều lần vì họ không có để giá. Còn đây mình để giá này thì đương nhiên mình không thể bán cái mức giá cao hơn được. Nhưng mà những cái mặt hàng mà không để giá đó thì họ sẽ nói dụ cái này là nhiều triệu đồng chẳng hạn, hoặc là cái mẫu này thiết kế khó nhưng mà chỉ có người trong cuộc thì mới rõ thôi. Còn cô bác đi mua thì nhiều khi cô bác bị lầm chứ người bán, không bao giờ lầm. Đúng rồi. Nên là nhiều người ta hay nói câu là chỉ người trong cuộc thì mới hiểu người trong kẹt thôi. Đúng rồi. Cho nên lúc mình đăng giá mà em đưa lên chị cũng bị hồi hộp lắm à. Không, nhưng mà em nghĩ rằng bị là bị áp lực đó, em hiểu. Nhưng mà thôi, chị nghĩ cái gì cũng ý Chúa đó, em hiểu. Vâng. Thưa chị là hôm sau mình cứ rõ ràng ngay từ ban đầu. Mình cứ làm là mình làm đúng thôi, mình sẽ gặp được đúng thôi. Khi mà mình là cái người tiên phong đầu tiên đó, thì khách hàng họ sẽ quan tâm, tin tưởng hơn. Thì cô bác cứ tới coi thoải mái. Rồi nếu như mình lựa đó thì mình muốn, mình vào đây ưng thì mình mới mua, mà không ưng thì đi ra ngoài không sao cả. Thì ra thôi chị thế. Rồi chị thối tiền đi cũng được, không sao. Không sao đâu, không sao đâu, chị thối đi hồi chị ấy. Đây có mấy cô chú đây cũng lựa được đồ rồi, cô chú đang mua này. Nó mua rồi chị, may á. Chị Hà lên để may đo thì cũng quay xíu xíu để cô bác anh chị biết được cái hoạt động của tiệm nhé. Vẫn đang nhận may những cái chiếc áo dài. Yeah.
Nói chung cửa hàng chị chú thương em, lúc nào cũng có khách. Dạ. Ít khi mà không có khách lắm, cho nên là chị rất là bận, là thường thường ai mà kiếm chị hơi bị khó là vì vậy. Dạ. Để con dẫn cô vô coi thử. Dạ, cô vô coi đi cô. Cô chú cứ coi đi ạ. Dạ. Coi áo dài. Không có bắt cóc đâu. Cô vô đi, cô vô trong. Cô vô muốn coi, coi cái cô. Gì thoải mái. Dạ, sao con còn áo dài mấy sẵn. Cứ coi thoải mái nữa. Là anh gì? Dạ. Đây tiếp theo các bạn nhìn những cái mẫu đẹp màu vàng này, thêu bông thực tế em... nói nhiều bông mình không biết gọi nữa, nó là ví dụ như giờ luôn. Chị nói với em nghe nè, như cái áo này ngồi xuôi cũng rất là đẹp. Dạ. Dạ, áo này ngồi xuôi cũng rất là đẹp đúng không em? Vâng. Mà giá rất là rẻ chứ không có giá đắt đâu. Giá nhiêu chị? Giá này 560.000 mua áo toàn quần. Đây cái mẫu này là vẽ kết hợp với đính đá pha lê, giá là 560.000. Mệt rồi hả? Mà mua áo tặng quần thì mua em quần. Nghĩ chị bán bộ đồ 560 thì chị lời được bao nhiêu, em hiểu không? Vâng. Cho nên cô chú không bị hớ là đến vài trăm ngàn đâu. Vâng. Yeah. Nói chung bây giờ chỗ tiêu chí tiện chị bé là bán để lấy cái số lượng thôi. Yeah. Giống như cô chú thấy giá hợp lý thì mình mua. Chứ không phải là một cái lời vài triệu hay 5-7 triệu chắc là không có đâu. Ê, mình trả cái áo nhung mà mình quay rồi nha. Đây, áo, người đẹp lấy đồ. Đây, nhận được rồi. Đây, đây nè, cái này nè, cái áo. Người đẹp cho hỏi là bây giờ đã kêu là may sườn xám mà không may quần ấy, thì giá có rẻ hơn không? Không, tại vì nó viền với nó kết mất quần. Mà kéo qua kéo lại vẫn vậy đúng không? Dạ, em cảm ơn. Nè, dạ. Cái áo này nè. Đây là tấn nè, chị tôi quay rồi giờ tôi trả cho bà nè. Đó, may đó. Làm chứng nha. Rồi tiếp tục. Trời, người mẫu cũng đổ hết cả mồ hôi luôn nha các bạn. Để này đã ướm hết cái này là hình như trên 200 áo á. Để cống hiến tới quý cô chú anh chị, quý cô chú anh chị mình hãy để mà xem hết cái video clip này ấy, thì hãy kiếm một cái vị trí cái ghế ngồi ngả lưng ra ngồi cho thật thoải mái, rồi bật nhạc du dương hoặc là trong một cái phòng yên tĩnh để xem hết những cái mẫu này nha. Đây, tiếp theo các bạn nhìn này, những cái mẫu hoa màu trắng trên nền vải màu giá xanh. Giá rẻ lắm em, chứ giá không đắt đâu. Giá chừng có... mấy trăm ngàn nè. Vài trăm ngàn thôi, 500 mấy, 600 ngàn. Và mua áo thì chị sẽ tặng quần. Cái thời gian may hiện nay thì trong vòng khoảng từ 1 ngày cho tới... 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, tùy theo số lượng. Sáng này có khách may, đến chiều lấy, cổ cũng may á. Cổ nói vậy thôi, cho cổ cũng may em. Tại đây. Vì xin cho khách được khách nào mà tiếp không có cần gấp này. Á, thì mình xin. Thì có khách trước đi ơi. Vâng. Đây. Đây cũng đang có khách nữa, dô. Dạ. Đây một mẫu tiếp này các bạn nhìn này. Ở dưới là màu trắng, hoa văn trắng. Nhìn rất là mảnh mai, hấp dẫn. Yeah. Đẹp lắm. Rồi tiếp theo mẫu màu đỏ. Giá như vậy kích cỡ ngàn, là như 560 á. Vâng, mình cứ ước lượng là khoảng 600 ngàn đi. Yeah. Với công may 600 ngàn nữa, mua áo tặng quần thì một bộ như vậy là 1.200.000. 1.200.000 thì cỡ vào khoảng 50 đô là cô chú anh chị sẽ có được một bộ áo dài để mình ngồi xuôi. Còn nếu như mà cái kinh tế của mình nó khá hơn một chút đó thì mình có thể chọn những các cái mẫu khác nó mắc tiền hơn. Nhưng mà giá nào cũng có nha các bạn. Yeah. Lát nữa thì sẽ giới thiệu thêm một ít áo dài nam may sẵn cho các bạn coi. Chị kể cho em nghe, chị bán áo dài nam mà chị bán từ bữa giờ chị đâu biết cái áo đó là của Đàm Vĩnh Hưng đâu. Vâng. Rồi cái cô kia ra cô nói tôi muốn mua cái áo dài của Đàm Vĩnh Hưng màu đen. Vâng. Chị không biết cái áo nào Đàm Vĩnh Hưng, chị nói giờ đưa hình cho em về mới biết được, giờ mới biết té cho đưa ra, đúng là hàng của mình. À, thế à.
Tí xíu chị đưa hình cho em coi. Lát xíu thì sẽ quay những cái áo dài nam. Báo mà mình không biết thằng Đàm Vĩnh Hưng mặc luôn đó. Đây những cái mẫu cỡ khoảng 500 mấy, 600 ngàn cho một áo này các bạn. Hôm nay chị ra hàng là có hàng đẹp, hàng xấu. Không, giờ cứ dạy lên là dạch giá ra là nó có giá mà. Thôi thì coi là mình cứ vạch giá ra nhé, những cái đồ nào mà có giá nhung nhé các bạn. Nhiều khách chụp hình lại cứ được 560 hết. Có những cái chất liệu bằng nhung đó các bạn. Bạn nhìn ở đây thì là vải này. Nhưng mà nếu mà nhìn gần ấy, nó bằng nhung ấy, thì chất liệu nhung nó sẽ mắc tiền hơn. Thì cô chú anh chị mình cứ bật clip lên, sau đó mình thấy cái nào ưng thì mình bấm tạm dừng, tạm dừng cái màn hình lại, rồi mình chụp hình, rồi mình gửi qua để chị bé giữ những cái mẫu đó lại cho các cô. Mệt chưa? Ráng đi. Đó, các bạn nhìn ở phía dưới màu. Đấy, ở dưới là còn cỡ khoảng một cái đoạn. Cái đó nói cô biết cái áo đó nhiều không? Áo đó luôn may là 4 triệu mấy đó. Dạ. Cô đi ra đi cô, không sao đâu. Dạ cô cứ đi đi ạ. Dạ. Dạ không sao. Không nói tay cho cô thôi. Cái này đá may sẵn. Cái này cho cô một chút, đem qua Hà nói một chút thôi. Chút xíu à, con nói cho. Cái này là một đóa hồng phai. Cô cứ cô ướm cái cô thợ may cô sẽ coi rồi. Cái này là bị bom hàng. Vâng. Cho nên giờ cô muốn mua giùm cho mình. Cái này là một đóa hồng phai, cái này là mắc tiền lắm này. Kim trong là kim tuyến. 3 triệu mấy tiền giải, tiền may 1 triệu nữa. Hai vô coi cái. Cô quay đây con coi thử cái nào cô. Dạ. Vâng, rồi. Con nói ra là cô quay đẹp đây, lắm cô. Cô đứng gần ra giúp con cái. Cái này là may sẵn rồi nhá các bạn, nhưng mà do là chị Hà tới coi tư vấn xem làm như nào cho đẹp để cô lấy cái áo đó. Quá đẹp luôn cô. Cô ơi, đây là cô này bên nhà may đấy ạ. Dạ. Em làm lại cho y chang à, không lo gì hết á. Dáng đẹp lắm. Còn giờ đừng nói. Giờ nói nghe nè. Coi xem cái nào. Lên tay một chút, lên gấu một chút. Nói bắp tay này ra một chút xong. Bắp tay ra 1.5 phân. Dạ. Rất là đẹp nhiều khi mình mặc. Dạ, con làm liền nè, bắp tay ra 1.5 phân. Làm liền cho cô mặc luôn. Kích này ra 2 phân là vừa. Đó, vẫn còn eo nha, mà cô năm nay mà chắc cũng phải u. Thôi, không dám nói tuổi phụ nữ. Hàng nó bị bom hàng. Vâng. Cái này như là cái loại mắc tiền nhất đúng của rồi, Thái Tuấn đúng không? Đúng rồi. Vải không là 3 triệu mấy rồi. Đẹp mắt cô. Rồi, alo, bây giờ lựa giải nha cô. À, rồi. Đẹp quá. Rồi, đúng không? Bán này sửa lại giùm mấy cô, thấy vậy mấy cô mua giùm. Thì cũng rất là may khi được các cô quan tâm. Nhiều khi chị bé là có cái tật là tật hay tin người, không có chịu lấy tiền đặt cọc à. Nên là nhiều khi tin người á em. Em thấy hàng đắt vậy, con dẹp cái góc lên đi con, coi bao nhiêu con. Đây, có giá là 560 ngàn nhé thưa cô chú anh chị. Trong khi mà ướm đây mình nhiều khi mình cũng phải quay ra ngoài cho các bạn coi này. Đây bà con cô bác mình tới là người nhà từ nước ngoài gọi điện về, sau đó đưa cho nhân viên của chị bé là sẽ sâu những các cái mẫu vải, sau đó ai chấm cái mẫu vải nào đó thì người nhà chốt luôn, rồi cô thợ may ngồi kế bên để tư vấn luôn. Nói chung là thành một cái quy trình khép kín. Rồi tiếp theo ạ. Rồi. Cái mẫu này giống như là cái hoa này, dạng như hoa dâm bụt này các bạn này. Hoa dâm bụt màu đỏ đô trên cái nền vải màu xanh. Rồi tiếp theo lại cái màu vàng này. Cứ mỏi tay luôn đó. Không phải dễ chơi đâu. Người đẹp đã mỏi chưa thì nghỉ 2-3 phút đi, xong rồi làm tiếp.
được anh. Vẫn làm được đúng không? Đừng có xỉu ra đấy, anh ngại đỡ lắm nha. Trời, thấy người đẹp ngại đỡ lắm rồi. Ngại đỡ lắm. Cô thích màu xanh này không cô? Đấy, các bạn sẽ thấy nghe đấy những âm thanh rất là trung thực. Nhiều cô cũng đang lựa những cái mẫu khác. Rồi, được rồi chị. Rồi, tiếp theo. Nhanh hơn chút cho nó lẹ hơn. Có thằng siêu không? Không, mấy cô hàng vẽ Tết đi nha. Mai đào hút, mai đào cô thôi chị. Em cô biết sao, cái áo đó con bán là 3 triệu 3, 50, người ta may 1 triệu nữa. Nhưng mà con không lấy tiền cọc, người ta bỏ đó cô. Giống như người ta bơm hàng con á, giờ con bán lỗ á. Dạ, giờ bán 2 triệu là bán phân nửa tiền đó. Chưa tới phân nửa tiền, 38% thôi. Chứ nếu mà phân nửa là 2 triệu mấy là... Dạ không. Tại vì con không có phải dư người ta mà sửa lại cho cái số size nhỏ hơn, con không có làm gì được. Đâu có cái trước mình có cái hết áo cái áo mẫu đây hết rồi. Hết luôn. Mẫu đen nó hết rồi. Qua có nhiều mấy người đi kiếm mà chị hết mày. Hàng nhưng mà chị không lấy từ cái size này chị xuống size khác được. Mình chị không làm vậy. Mày. Có nhiều người á thợ may á người ta may cái áo này á xong rồi giống như người ta không lấy á, người ta kiếm cái size nhỏ hơn á, người ta làm qua size nhỏ mà chị không làm vậy được. Chị ví dụ không được thì chị để chị bán nó công ấy thôi chứ chị không có làm như vậy. Người ta bỏ tiền người ta mua, mình làm như vậy mình mang cái tội, em hiểu không? Cho nên chị không làm như vậy được. Tức là mình có sao mình nói vậy chứ mình không có... Chứ không phải là cho thợ làm xuống sai để mà bán cho người ta. Xuống sai cái áo đó. Sửa lại đó em hiểu không? Người ta gọi là mua gì đem, mua gì mà mua... Treo đầu dê bán thịt chó. À, treo đầu dê bán thịt chó, đúng không? Để bông mai. Dạ, mà giá rẻ lắm chị, 500, có 500 mấy à. Hàn. Ơi, quay qua đây coi thử cô có chịu. Rồi, quay qua đây xem có chịu không 5, nào. Có 560 à. 560 ngàn một sản phẩm. 560 ngàn nè, cô thấy bộ này sao? Dạ, vậy thôi, không chịu cái không chịu cái hoa văn đó đúng không? Cô thích tươi trẻ hơn. Nè, sắp này nè. Đây nè, đây phải không? Đây rồi, cái bên đó là nhung rồi chị. Nhung em. Đây những cái loại mà nhung mà cũng mấy trăm ngàn thôi à. Nhung thì thường nó sẽ mắc tiền hơn nhé các bạn. Mắc hơn chút. Trên đây là cũng theo hình những cái bông hoa năm cánh. Rồi những cái nhành hoa. Đó, và phía dưới các bạn nhìn thấy còn một cái khoảng rất là dài. Để dài trừ hao cho người cao người thấp em. Giữa người cao và người thấp nên cô bác anh chị những người 1m rưỡi, 1m45 mình vẫn có thể mặc được nhé. Còn giả sử cắc cớ quá có người mà 1m hoặc 1m1 thì chị bé có áo dài thiết kế không hai lo. Anh chị á là 2m3. Làm dài áo 2m3, em hiểu người nào may cũng được hết. Dạ. Cao 1m7, 1m75 vẫn mặc được bình thường. Dạ. Còn người ta làm tiết kiệm, người ta làm có 2m1, 2m15 thôi. Đấy. À 2m2 là tối đa. Đây các bạn nhìn những cái bông này. 2m2 là tối đa này. Thôi. Dạ. Đó. Nhưng mà nhà chị làm là 2m3. 2m3 có nhiều áo, chị làm đến 2m4, 2m5 lần. Vâng. Đây một mẫu kế tiếp các bạn nhìn thì cái chỉ hơi vàng vàng một chút. Rồi có đính đá. Con đưa cái áo cho bác này, con ướm này. Áo nhung. Nè đấy, giờ chị lấy cái thước chị đo thử cho em coi nha. Nói có sách mắt có chứng. Đây cái thước. Thước đầu. Đây chị sẽ đo cái khổ, tức là ngoài về cái đo là phải đo nằm này, chứ nếu mà đo đứng là nó nhung là phải đo nằm em hiểu không? Nhung là đo nằm. Đo nằm mới đúng, chính xác. Nè, một thước này thì mà. Đôi khi các bạn ơi, cái khổ vải đó nếu mà người ta bán cho các bạn ấy, ví dụ như có thể cái mức giá nó rẻ hơn một chút, nhưng mà cái khổ vải nó không đủ thì tính ra. Nè. Đây, em thấy chị làm 2m4, thấy chưa? 2m4 đúng không? Rồi. Dạ, và. Mà chị đo này nè, là nó dài hơn nhiều lắm. Một nè. Hai nè. À. Nếu mà em đo vậy là anh thành ra 2m55 nè, thấy chưa? Cho nên nó đo là phải đo nằm. Trời ơi. Vậy là chỉ có thay đổi cách đo thôi mà nó đã thay đổi cái chiều dài của vải rồi. Cho nên khách hàng đến mua những cửa hàng khác là nó đo đứng không à, nó đo đứng cho coi không à. À nó đo đứng nó nên nó đo lên. Không, có là phải lại không? Chị làm ảo thuật hay sao ấy?
hả? Khách đã hỏi cái mẫu này nó có làm được. Đạt được, cái đó đạt được. Khoảng nhiêu tiền? Cái này áo này 8 triệu. Em coi thử. Bao luôn. Mẫu này, à, đây, mẫu này làm được 8 triệu này. Em làm rồi, rồi bây giờ chị làm màu trắng rồi. Vâng. Này, đây nha các bạn nhé. Chị sẽ hướng dẫn lại cái cách đo này. Khoan, để đây để em lấy cái vị, đây. Thôi, thì chị bỏ dưới đất đo luôn nằm đi nha. Tức là nếu mà khi mình đi mua vải nhung ấy các bạn, thì đó, mình đo nằm. Chưa? Rồi, 1 mét này. Cắt cái chỗ này đi. 2 mét đúng không? Vâng. 2 mét 4 này đúng không? Đây đúng rồi, cái số này. 2 mét 4. Đúng rồi. Rồi. 1, 2, 3, 4, 2 mét 4. Rồi, đo đứng nè. Đó là cũng là một cách đo thôi nhé các bạn. Nhưng mà bây giờ đo đứng nè. Một nè, thấy chưa? Vâng, 1 mét này. 2, thấy chưa? Rồi. Đúng chưa? Đây, rồi 2 mét 6, vậy nó lệch nhau tới 20 phân. À. 20 phân mà bây giờ nếu mà tính 1 triệu đi thì lệch nhau thành 1,2 triệu đúng không? À. Ví dụ như giả sử mình bán 1 triệu mà mình đo nằm thì là tính là 2,4 triệu, ví dụ thế đi. Còn nếu mà người ta bán... Không phải, giống như là mấy cô đi mua hỏi hàng nhiều, cái người ta đo cây vậy nè, nó lấy 2,2 mét nè, nhưng mà về nhà nó còn có 1,8 mét, 1,9 mét thôi. À. 1,9 mét, 2 mét thôi, cho nên người ta may không được. À. Ta đem ra, ta đổi cái áo khác đặt thì người ta phải bù đến 400-500 ngàn nữa. Ồ, vậy em à. Hiểu không? À. Tại vì đa số cứ đem ra may không đủ rồi làm thêm, ta ra phải tính thêm nhung, tính thêm tiền này tiền kia mấy trăm ngàn nữa. Vậy. Là cái đó là cái kỹ thuật của người ta thế bán vậy hàng. Là thế thì người ta có cái câu gì thợ may ăn rẻ thợ vẽ ăn hồ ấy là vậy đấy, đúng không? À. Cái đó là cái kỹ thuật của người ta bán cái hàng kỹ thuật. Dạ. À. Rồi hiểu chưa? Dạ. Đó nó nói cái nói nó nói thật lòng luôn á. Rồi áo đấy vậy là đối với cái vải nhung đó cô chú anh chị mình cũng phải lưu ý nhá. Vải nó cũng vậy nữa. Vải cũng vậy luôn á. À, vải thì nó chênh lệch nhau 5 phân. À. Còn nhung thì chênh lệch như vậy đến là mấy tới mấy tấc luôn á. À. Đây, tiếp theo các bạn này, đây là cái chất liệu nhung. Cho nên mình thiệt vàng á, mình không có sợ lửa, em hiểu không? Nên là mình thấy rằng đây, nói chung là chị bé tiết lộ tất cả những cái thứ mà ngóc ngách của nghề, chân tướng của sự việc. Từ cái việc làm giả vải Thái Tuấn ra sao, phân biệt đồ... thật, thật đồ giả, hàng giả, rồi phân biệt hàng chất lượng, kém chất lượng, rồi hướng dẫn cái cách đo để sao cho có lợi cho người tiêu dùng, là gần như là chị chia sẻ hết luôn rồi đó, gọi là móc ruột moi gan ra để mà nói chứ không có giấu giếm. Như vậy thì cô bác sẽ thấy để có thể áp dụng những cái kinh nghiệm này. Nếu mà không mua cửa hàng chị đi nơi cửa hàng để khác đi cửa không biết hàng cái khác để đỡ bị gạt nha cô bác anh chị. Khi mình học được những các cái bài học như vậy thực tế thì mình sẽ đi bất cứ nơi nào mình không bị gạt. Giống như hồi kỳ mà mình đi biển đó thì người ta có những cái cân, người ta cân không có đủ thì cái kinh nghiệm là mình lấy 3 cái lon nước ngọt hoặc là 2 chai nước là 1 ký, 3 lon nước ngọt cũng là 1 ký thì mình bỏ lên cái cân của họ. Thì ví dụ như khi mình bỏ lên cái cân của họ thì thường nó thành cân 1 đến cân 2. Đây, tiếp theo. Này, coi giá nhiêu. Đây. Cái đẹp không em? Cái này rất đẹp này, màu xanh đen này. Chịu em nè. Chỉ có giá là 1 triệu đồng cho một áo và mua áo tặng quần nha các bạn. Mua vải may áo thì tặng vải may quần. Nha, cả nhà chị là cái nào cũng có điều có giá hết. Vâng. Oh, xin lỗi. Dạ. Rồi, tiếp theo này, một cái màu đỏ này. Quấn cái mông phải trả tiền nữa nha. Rất cưng nha. Đẹp không em? Mẫu đẹp không? Rồi đẹp, mẫu đấy nhìn. Mỗi ngày nó ra mỗi cái mẫu khác nhau. Nhà chị đặc điểm mẫu nhà chị lên rất là sắc nét. Còn em đi mua người ta cũng một cái mẫu này nhưng mà nhìn vô nhìn kỳ lắm. Đây các bạn nhìn. Chọn đồ quét đi. Nhìn rất là sắc nét. Nữ nha. Người ta rất là nhem nhúa. Đây những cái hình, cái lá nhìn lá dài dài. À, hoa. Ở đây thì tất cả, xin nhắc lại là tất cả đều được niêm yết giá rõ ràng. Nên cô chú anh chị mình tới lựa thì cứ vạch cái góc áo ra là mình thấy mức giá rồi. Không có phải trả giá, còn tùy theo nếu mình không có mua để may áo dài
mà mình mua để may đầm thì tùy theo cái mức giá, thông thường là khoảng trên 600 ngàn thì chị sẽ tặng vải may quần. Không, nếu... 500 mấy cũng tặng quần rồi. 500 mấy tặng rồi. 440 cũng tặng quần rồi. Chị có quần. Dạ. Hồi bữa cái giải đồ bếp biết cô nhớ là nhiêu tiền không? Đây lại một mẫu nữa, mẫu màu đỏ đô. Cái hoa văn thì nó cũng khác khác nhau nha các bạn. Cái lá không, cái đó là ra con mẫu em. Chị Nga đang lấy đấy chị. Chị Nga đang vô kho lấy hàng á. Nhớ cô này đợt trước lấy hàng 580 hay sao? Cả đồ 630 gì á. Áo vest nữa, áo vest quần tây. Đây cái mẫu hoa văn thì giống giống như thế, nhưng mà cái vải thì cái màu nó khác nhau các bạn ạ. Đúng rồi, cái này là khác mẫu nè. Yeah. Ngày hôm nay là rất nhiều mẫu nhé. Những cái mẫu này là lẽ ra chị để bán sau khai trương, nhưng mà chị cứ giới thiệu luôn để ai mà có nhu cầu cần thì cứ cần thì lấy liền. Vì các bạn biết là để mà ra được những cái sản phẩm này đó cũng rất là mất thời gian. Vào dịp Tết thì những cái người thợ họ sẽ nghỉ cỡ khoảng từ 3 tuần, có những thợ thì họ nghỉ tới 4 tuần. Tại vì lý do là không phải ta nghỉ lâu mà tiền xe nó đắt á. Vâng. Cho nên ta muốn ở lại ngoài quê cho nó thời gian nó qua cái giá xe nó rẻ lại em. Đây các bạn nhìn này. Đây chất liệu này là nhung nhé. Nhung em, nhung thêu. Chất liệu nhung thêu nha các bạn. Đây. Nhung thêu. Chị coi cái này. Cái này 1.1 triệu em. 1.100.000. Chị ơi, cái này nó có vẻ nó hơi hơi bung bung. Cái này ra có sao không ta? Cái này đâu? Cái này chị làm lại. Đây này, chị sẽ tìm những cái nào mà nó ấy thì chị sẽ bỏ riêng ra để sửa chữa lại. Nói chung là những cái sản phẩm mà khi đã mang ra tới nơi là nó phải là hoàn thiện. Có sự cố là phải bị có sự cố cái là xử lý liền. Nhiều lúc cũng không thấy, lâu lâu cũng bị sót một cái, hai cái, nãy giờ hai cái đó. Nấy ướm mà vẫn bị sót. Mà đây là khi mà bán hàng là mình phải lường trước được những cái bị lỗi để mình kiểm tra trước khi giao cho khách. Ví dụ như mình cảm thấy lỗi là mình phải bỏ ngay để mình sửa. Mấy cái nữa hết rồi. Người ta nói ráng một câu là gọi là được mắt ta thì mới ra mắt người. Rồi đây là tiếp theo một cái màu xanh xanh lá mạ, bông màu trắng. Vài cái nữa là xong rồi. Vâng, đây sắp hết chừng khoảng 200 áo rồi nha các bạn. Bán hàng là nhớ là bữa đó hai người bằng tuổi không? Rồi đưa cái mặt vô cô Nga. Bán hàng. Đây, tiếp theo các bạn nhìn này. Đó. Nhưng mà còn nhiều mẫu hoa văn khác nữa đúng phải anh chị? Còn nhiều nữa, nay đến Tết ra còn phải 7-8 lần như vậy nữa. Vâng, đây chỉ là ướm gọi là thôi nhá. Vậy cứ có mẫu mới chị nhớ kêu em nhá. Ok. Để cập nhật cho các cô coi, các cô thích cái nào thì còn 7-8 lần đó em. Chụp hình lại. Tại vì đến mấy ngày áo mới ra, bữa giờ mới 600 báo, 600-700 áo à. Dạ. Đây tiếp theo các bạn này, một cái mẫu màu xanh. Hoa màu trắng. Rồi, cái này cuối cùng. Màu này là màu cam, cam đất. Cam đất. Rồi cái này nó hết rồi đó con. Đó, cho con nghỉ á, bác cũng đuối rồi. Chiếc áo cuối cùng này. Rồi, cảm ơn người mẫu đã tận tình gọi là giới thiệu tới quý cô bác anh chị. Đây là may online đây các bạn này. May online nghĩa là như thế này. Một cô thì ở bên Mỹ, cô này thì cầm cái điện thoại gọi FaceTime. Sau đó rồi nói chuyện với cô thợ may, cần bất cứ cái yêu cầu gì á là nói. Cái này Sài Gòn vậy hả? Sài Gòn ngày nay. Chị nãy mới gọi cho em đấy hả? Rồi. Cô Nga, cái anh này đây, nhân vật của Sài Gòn ngày nay đây. Rồi, con chào cô nhá. Dạ. Rồi.
Anh dạ. Là chủ nhân của Sài Gòn ngày nay nè, bây giờ dạ. Cô có muốn bán gì không? Anh cố lên luôn. Rồi, đây nè, màu đen. Rồi. Đây cô đang vâng thấy thấy, đây cô đang ngồi thì cô nhờ mọi người cháu gái ở Sài Gòn tới. Đây là đang mua các cái vải để may áo vest nhá, thì chị bé cũng có cả vải nam, vải nữ, vải may áo vest là có hết nha các bạn. Thì sau khi mà Mẹ Phú. Ok, Mẹ Phú. Đó. Màu đen cô thấy thì sao? Ok. Chịu rồi. Không, rồi phải cái chất liệu giải này không trời. Chị bán có mấy chất liệu này thôi hả? À, rồi. Nó có chất co giãn dễ chịu. Cái chất liệu của giống như của chị Nga hôm trước á hả? Cái chất liệu này đẹp lắm á, cưng lên vét rất là đứng. Bỏ 2,5 mét á. Đúng rồi, em bỏ 2,5 mét nhưng mà đa số là chị bán chất liệu này. 2,5 mét là 350 ngàn á, loại nào? 5 mét dài mà 350 ngàn. Ủa 1 mét? 1 mét hay là 5 mét? 5 mét mà ba. Ủa 5 mét đó là dãy gì trời? À 1 mét 350. À mét 350 thì đúng rồi. Cái này nè 350. Còn cái loại kia là 300. Rồi vậy là chắc. Cái này 350 nè, là loại này. Chị cô Nga, tại chị hỏi là cho biết cái chất liệu á. À cái này là chất liệu này. Từ chất liệu này lên vest đẹp lắm. Đúng rồi. Chất liệu này lên vest rất là đẹp. Vậy chị cắt cho cổ là 5 mét. Ủa? 5 mét bộ hả? Không. Nữ là thường 2,5 mét chứ. À 2,5 mét hai bộ. 2,5 mét là hai bộ là 5 mét đúng rồi. Không, vậy là cắt 2,5 mét thôi. À. Đúng không? Đúng rồi. Chị hỏi ông đồ vest coi có đúng. Không, đúng rồi. Nữ là 2,5 mét cổ bự không? Đi à. Mông mông. Chị hỏi đen mông mông. Đen mông mà nè, nét đen của nó nè. Đen tuyền. Không, tại anh điền á, tại anh điền cô chứ ở ngoài đen. Nè, nét đen mà. Đen đẹp lắm, nhìn mặt sang lắm. Trời ơi, cứ yên tâm đi. Đây Nguyên có một tổ tư vấn là cháu gái thứ nhất, rồi cháu gái thứ hai, rồi tổ tư vấn rất là nhiều nha. Ok ha. Dạ đen bình thường chứ không có đen tự nhiên không có giữ dằn đen đẹp đâu à. Đen đúng rồi đó nè đen đẹp thấy không đen hơn thằng này thấy không nè cái nàng này cũng là đen nè đó đó cái này đẹp nè đen là đen tuyền nhưng mà cái ở ngoài nó đẹp lắm cô ở ngoài đẹp chất liệu đẹp hình lúc nào nó nè chất liệu này lên vé đẹp lắm ở ngoài đẹp lắm cô tại nên nó bị dạ cô tin tưởng con đi kem màu kem màu kem thêm một cái màu kem nữa vậy luôn chờ ok cho chị biết là ba bộ già là mai cùng kiểu giống cũ nè con nói chuyện đi chị em ơi cho chị không, đi không, tự nhiên chị biết em hỏi chị cái màu kem nào khoan chờ chị chút xíu đấy không chỉ vải áo dài mà còn có cả vải may vest về đồ nam nha các bạn nên là cô chú đừng có ngại mình dẫn cả gia đình tới là kem nè may vest cho ba này may con nè có thấy đầm, này may áo dài cho mẹ áo may sẵn cho con cái này màu trắng cái này màu kem nè kem sữa đây nè kem sữa đây kem sữa là ở trên đúng kem sữa là đây 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 mã này mã 54 nè lấy màu kem rồi cái màu kem sữa nữa nè kem sữa nè cái màu này đẹp tổ tư vấn nè em thấy là cái này đẹp nè giống như chính phủ giờ lấy hai màu chúng ra ha chính sách là quần áo đây thì cũng có tổ tư vấn là từ thợ may rồi bà chủ tiệm may rồi người bán vải trời ơi đây thưa các bạn này nhiều cô đi lựa theo cách là lựa online cầm điện thoại tới xong rồi cô sẽ ra cô sẽ lựa cho một cô bên Pháp dạ con chào cô bonjour madame vâng bonjour madame con chỉ biết mấy câu thôi con cảm ơn cô nhá dạ nhờ cháu đó nhờ cháu mà cô năm nay cô 64 tuổi dạ trời nhìn cô vẫn còn trẻ đẹp quá trời luôn á nhìn như là mới năm mấy à giờ cậu đó mà mới được may mấy cái áo nè dạ đó mấy áo rất là đẹp thợ may này của cô nè vâng cũng may đó vâng vậy là hôm nay cô nhờ người nhà tới mua vải ở chưa cô đi đám cưới dạ vâng đó, nên thành ra bây giờ để khoe nè dạ bây giờ mua nhiều lắm rồi đó mấy đợt rồi cô bé vâng đây cô bé đây này cô này ở đâu nhỉ đây cô bé đây dạ dạ vâng vâng ở đây thì vải nhiều lắm cô rất là nhiều mà
À dạ dạ. Vâng. Con cảm ơn cô, thì cô may được thì cô cứ giới thiệu cho bạn bè tới ủng hộ cho chị đắt hàng nhá. Việt Nam cũng ai dữ lắm. À, vậy à? Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhá. Dạ, con cảm ơn cô. À, chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe. Giờ con gửi máy để cho em cô lấy. Dạ dạ con cảm ơn. Dạ. Đấy các bạn thấy là nhờ YouTube giới thiệu thì các cô khán giả trên kênh của mình đó cũng nhờ người nhà tới rồi soi từng cái mẫu hoa văn, rồi cảm thấy ưng cái mẫu hoa văn nào đó thì mua. Có khi là may tại đây, có khi nhiều khi cô không thích, cô quen có cái tiệm may thì cô mang đi cô may ở nước ngoài. Giống như màu này năm nay chị cũng may một cái để mang đầu năm. À. Tại vì em biết sao đầu năm, năm nay chị không mang màu sáng mà chị mang màu tím. À. Tại vì năm nay em cũng biết để chị để tang mẹ chị năm dạ. đầu. Cho nên chị có may cái này một bỏ dài để may ngày mùng 10 khai trương. À. Là may chưa? May rồi. À. May rồi. Đang đi cắt sơ sơ cái cổ. Dạ. À, với lại năm nay chị cũng nói á, mọi năm á em là Tết á là người ta hay giờ chị đi khai trương đó. Vâng. Mày mùng 9, mùng 8, mùng 6 rồi đó. Vâng. Là cái Sài Gòn này nhiều chợ mời chị đi khai trương đó. Vâng. Nhưng mà năm nay là tức sự... là khai trương nhờ để lấy vía của chị hay sao? À, vâng. Chị không biết sao mà người nào cũng nhờ chị đi khai trương hết á. Dạ. À, giống như tới đó mua một món gì đó. Vâng. Em hiểu không? Nhưng mà giống như ví dụ như người ta mở cửa 8 giờ. Vâng. Thì người ta sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho mình là bé ơi ngày đó là chị 8 giờ. Là chị biết rồi đó, chị tới chị mua một cái món gì đó em hiểu không? Mà sao xong đi khai trương lấy tiền lì xì đó. Nhưng mà năm nay chị cũng nói rằng là tại năm nay chị để tang mẹ chị. Dạ. Cho nên năm nay chị không đi đến ai hết. Vâng. Với lại trong thời gian này chị Tết chị cũng không tới nhà nào là vâng. tại vì mình đang để tang mẹ chị mà. Vâng. Rồi chị cũng chị nghĩ năm nay cái Tết này năm nay thì chị cũng hơi buồn nữa thì không có còn mẹ em vâng. nhớ. Dạ rồi. Ừ. Rồi thôi chị đừng xúc động để mình còn làm việc tiếp à. Dạ. Vâng. Rồi cũng mong cho bà được siêu thoát rồi bà phù hộ độ trì cho các con cháu ở khắp nơi được sức khỏe, làm ăn buôn bán thuận lợi. Và cứ tới ngày thì vẫn hội tụ về để nhớ tới bà. Vâng. Nhớ tới những cái công lao bà đã nuôi dưỡng rồi dạy bảo. Dạ. À, chị cảm ơn em. Dạ. Rồi giờ chị nói về cái áo dài nam ha. Dạ. Để chị nói áo dài nam đi. Bữa giờ chị bán áo này rất là nhiều mà chị toàn bán màu đen không à. Mà vâng. chị không bán được những màu khác. Màu khác cũng bán được mà ít lắm. Vâng. Nhưng mà chị không biết lý do làm sao. Đây ra ngày hôm qua có cô kia cô tới cô nói cô muốn mua cái áo của Đàm Vĩnh Hưng. Vâng. Cái chị mới nói Đàm Vĩnh Hưng áo nào em có biết đâu. Vâng. Chị biết cái hàng mình ra mà mình không biết cái hàng Đàm Vĩnh Hưng mặc luôn. Vâng. Cái chị mới nói vậy thôi chị đưa tấm hình để cho em dòm coi. Vâng. Cái cô đưa tấm hình này nè. Vâng. Đây để coi. Vậy cho nên đó là chị mới biết cái áo này là Đàm Vĩnh Hưng mặc em hiểu không? Màu đen. Đây các bạn đây là cái chiếc áo dài có thêu rồng. Rồng phun lửa đen. Và đây là rồng đang phun lửa. Ở dưới là vân mây các thứ này. Thì áo dài này là do nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc. Ở Việt Nam thì Đàm Vĩnh Hưng cũng là một ca sĩ top hạng A, rất là nổi tiếng. Anh cũng có đi hát ở Mỹ nữa. Và năm nay là năm con rồng. Nên là khi mà có nhiều bạn trẻ hoặc là nhiều người cũng muốn học và bắt chước theo những cái mẫu mà các diễn viên nổi tiếng mặc thì chị bé sẽ giới thiệu những cái áo này cho em coi áo ha. Dài mà của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lựa để mặc trong cái năm rồng 2024. Lý do sao mà toàn bán màu đen không còn vâng. chị nghe kỳ quá. Rồi chị mở ướm thử cái áo giờ đây màu đen chị hết rồi giờ chị còn xinh đen em hiểu không? Đó. Đây. Đây các bạn này, cái mẫu này là rồng khạc lửa nhá. Mẫu này con rồng khạc lửa, ở dưới là vân mây này. Giống như con rồng nó đang lượn lên trên 9 tầng mây ấy. À. Và nó khạc lửa. Chị bà, cầm nó rộng ra, đấy, ok. À. Cái này thì chừng khoảng người bao nhiêu ký mặc vừa chị? À, cái này số 48 là để chị dòm đó nha. Dạ. À, 48 là dành cho người để em từ quay 60 đến 65 ký. Đây có cái bảng này các bạn này. Thì bảng nam đây các bạn. Thì từ size 46 tới size 62 là những người từ 95 cho tới 100 kg là cũng mặc vừa nhé.
đó. Rồi cái cân thì cô bác nhớ chụp hoặc lưu cái này lại để mình làm cái cơ sở mình đi mua áo dài nam. À, đây chị ơi, chị kiếm chị treo cả cái móc áo màu đen lên nhỉ? Cái đó màu xanh đen. Vâng. Đây các bạn, cái áo màu xanh. Và cái màu xanh này gọi xanh gì ta? Xanh bích em. Màu xanh bích. Áo màu xanh bích có thêu hình rồng. Màu đen thì chị bán hết rồi. Vâng. Tức như ra bao nhiêu màu đen bán hết bấy nhiêu mà. Vậy chị thì biết chừng nào có lại màu đen ta? Chắc chị nghĩ hôm nay thứ ba đúng không? Vâng. Chị nghĩ là chắc thứ 2 tuần tới có lại. Chắc thứ 2 tuần tới mới có. Trời ơi, lấy cả cái móc nữa. Thôi móc tạm đi, tí xíu bỏ. Cẩn thận không, nó móc không vào cái bài khác nó hư không? Không sao đâu. Chị để đây, tạm thôi. Cái mẫu này là màu xanh đen nhé các bạn. Vâng. Chị ơi thì cái mức giá là như thế nào đó ta? 700 ngàn. 700 ngàn một chiếc nha các bạn. À, mà size lớn hơn nữa tốn vải thì có thể sẽ cộng thêm một chút tiền. Cộng từ đến 95 đến 100 kg là không có thêm tiền. Dạ. Còn người nào 100 trên 100 kg mới tốn tiền. Áo dài theo rồng này. À, chị bé hơi nhìn ra đây đấy, để ra đẹp để lấy hình làm avatar luôn. Em bé này hơi ngách sang đây một chút xíu rồi. Ok. Đây, áo dài theo rồng hình của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc nha các bạn. Giá là chỉ có 700 ngàn. Có rất là nhiều màu, màu cái này có màu trắng, màu vàng, màu đỏ không chị? Có đủ màu á em. Dạ. Nhưng mà mấy bữa nay trần chị bán màu đen không à? Vâng. Tại có ảnh hưởng của người nổi tiếng đúng không? Mang ra áo màu đen, bán màu đen. Rồi, em cảm ơn chị. Ở Việt Nam mình nó vậy á. Vâng, đấy là nhiều khi ăn mặc theo ở Việt cái người nổi tiếng. Em biết giống như cái năm nào mà hàng Thái Tấn ra cô Hồ Ngọc Hà mang cái áo màu xanh đó. Là chị bán toàn màu xanh không? Chị bán đến 7-8 cây hàng luôn. Vâng. À, đây mới á. Thì thưa các bạn là sẽ treo một vài những cái mẫu áo dài nam thêm để các cô chú bác anh chị lựa chọn. Vì không có gì cái mình cái áo dài cho các chị em phụ nữ này đã chiếm sóng quá là quá lâu. Nhiều thì đây các bạn, vâng, cái màu đỏ đô này. Cái mẫu mà nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc là rồng khạc lửa ở đây này. Thì cũng có những cái mẫu khác. Đây. Viền vàng. Tất cả các cái khuy này các bạn là đều được bọc. Khuy được bọc vải nhé. Trên này là cái nút bấm. Nhiều lắm, áo dài nam chị có nhiều lắm. Thì màu thì có màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Đưa bác kéo cho. Đây những cái mẫu rồng đây các bạn này. Kéo hay quá. Năm nay những cái mẫu rồng đây. Đó. Kéo hay quá. Là cái áo may sẵn đó là cô đó mua hả? Rồi nếu như mà mình không thích mấy cái mẫu rồng á, thì cũng sẽ có những cái mẫu khác. Đây là rồng trắng này. Đủ màu hết đây, không thiếu cái gì hết đấy. Đây mẫu màu vàng nữa, màu trắng này các bạn này. Đó. Màu trắng thì khuy cũng màu trắng luôn. Để cho mượn cái mang về quê đó, mang không? Có mặc đâu. Còn rồng có đuôi nhá. Tết thì thế lên nhà ngoại toàn mặc cái có sọc rồi chén. Vậy thưa chị là những cái áo dài nam này là có giá khoảng từ 700 ngàn đúng không chị? Này 700 ngàn, còn hàng này chị may á thì 1.050.000. 1.050.000. Đây này. 1.050.000. Cái này là gọi là áo dài kiểu gì đấy thưa chị? Áo dài này là áo dài cuốn gấm Thượng Hải, nhưng mà nha, cái này thợ may này là giống như lên áo đẹp, em hiểu không? Hàng gấm Thượng Hải. Đúng rồi. Thợ chuẩn nên là lên cái áo đẹp. Còn gần cái mấy hàng, cái này rẻ hơn rồi chị coi cái hàng. Đúng rồi, còn 2 mã. Không, cái này là hàng may, nhà may. Còn dạ. Có cái hàng giá 580 nữa, chị lấy hàng 580 cho. Dạ. Những cái đồ mà nhà may thì có giá cao hơn nhé các bạn. Nè. Mặc theo rồng thì ví dụ như các ông mà năm nay những ông nào mà đi chúc Tết, mừng thọ thì cũng có thể mua những cái áo dài này. Áo dài hình đồng tiền này, áo dài hình rồng, hình phượng. Đây đi ra đi con. Hoặc là áo dài, đây các bạn nhìn này. Nè, cái này 580 em nè. 580 cũng có đủ màu. Sao 580 mà nhìn bên ngoài có vẻ nó bóng bẩy hơn đấy nhỉ? Nhưng mà cái vải này nó mỏng hơn, em hiểu nó mỏng mà nó không đẹp. Vải rất là mỏng nha các bạn. Rồi cái này cũng 580 nè. Rồi đây, một có cái đủ này, màu cái em này, nha. Các bạn này. Tại vì không có chỗ treo.
Rồi như vậy là áo dài nam là bao la nhé các bạn ơi. Bao la, đủ không, màu hết á. Không có sở thiếu. Thiếu. Có ngoài thể là không nhiều, với nhà chị 3.000 áo. 3.000 áo. Rồi chị treo vài cái áo nữ nãy mình vừa ấy đâu. Đây con không nữ cho Nguyệt mang cái này thôi. Nguyệt đi ra đây con, mẫu mới nè. Dạ đây. Đủ màu luôn, đủ màu, đủ size. Wow, cái này nhìn đẹp quá à. Cái này giá bao nhiêu tiền đấy thưa chị? 550 một bộ. 550.000 một bộ. Ở đủ dưới màu, là quần màu đỏ này. Áo thì màu trắng. Đúng rồi, tay này gọi tay lở hả chị? Tay lở, tay xuông đó em. Dạ. Dạ. Người mẫu quay một vòng giúp anh ấy. Rồi. Nhìn rất dễ thương á, mặc đi chơi đi chụp hình Tết cũng được. Rồi cảm ơn em. Đâu có thua gì áo, em nói cái áo kia ngoài Sài Gòn, em gặp ngoài đúng Sài Gòn rồi, hôm qua gặp ở Sài Gòn cũng rất là nhiều. Đây rồi, ngoài cái áo cho nữ á, thì cũng bé có nữa. Áo cho em bé cũng rất nhiều nha các bạn. Nhiều lắm, không thiếu gì hết. Áo cho em bé các bạn nhìn này, còn có những cái lược cài này. Bé nam, bé nữ là bên chị đều có hết. Có đủ. Nên là cô bác mình tới đây thì không cần phải đi bất cứ rồi, nơi đâu. Có cái áo này nữa nè. Đâu? Cái áo bữa chị nói với em là hàng của Trung Quốc á, hàng của... Đây để chị bé lấy cái áo khác thì mình nhìn này, các bạn nhìn này, cái bộ này nó có lược cài này. Còn đây là hoa văn có hình con chim này. Rồi tay này thì tay phồng này. Đó. Tay phồng này. Tay em. Cái đấy kiểu như các bé Nhật Bản này Nhật đúng không? Nhật Bản nữa. Có đủ. Cái đó là nhiêu tiền một cái ta? 280 từ số 1 đến số 5. Anh ơi lấy cái rồi còn cái này ta. Cái này cũng vậy, từ số 1 số 5 là 280. 280.000. Dạ. Gia đình. Vâng. Gia đình á. Cùng một thứ bông. Đây mấy màu á. Thôi nhà chị là không thiếu gì em nha, quầy hơi nhỏ thôi. Vâng. Hơi nhỏ nhưng mà ấm cúng lắm. Đây các cô chú đang thôi tư vấn cái mối này đi này. Cô chú đang muốn hai mẫu chân luôn. Đâu, đưa con dòm cho. Đưa cháu dòm coi. Cả gia đình. Cái này con có vải, bông này con có. Cô làm mừng thọ hả cô? Đắp cái này luôn cô hả? Dạng như đồng phục cho cả gia đình nữa hả cô? Đắp cái này luôn. Dạ, con làm được. Không đắp cái này cũng được. Dạ, không đắp cái này, nhưng mà cô có làm nút tàu này không? Có làm luôn. Dạ, nhưng mà coi đắp này đi ha. Chứ cái áo này đắp trước bụng nó không có đẹp lắm đâu cô. Cô thích đắp thì con đắp cho cô. Nhưng mà con nghĩ theo đừng đắp đi, con làm cho cô với Trang vậy. Dạ. Tưởng đâu có sẵn. Dạ không, này phải đặt cho cô. Dạ. Thích mồ nhưng mà bây giờ nó tới giờ đông anh chị. Ngày nào lấy thưa cô? Cô cần mấy ngày con làm cho cô. Không sao đâu, cũng chưa gấp thôi. Chú ngồi ghế đi chứ. Dạ, con mời chú. Đây, cô có đưa những cái mẫu rồi, cái đó là cái size đúng không? Đó, mẫu size cho từng thành viên nữa. Dạ. Tổng cộng bao nhiêu người cô? Đây, các chị đang mua. Mắm Việt bên Mỹ là sao ta? Chị ở bên Mỹ về á? Size của cô đâu cho con dòm coi. Dạ vâng. Vậy là ở đâu để bà con tới đây mua? Thì con làm cái trang gì cho cô thôi. San Jose. Mà có địa chỉ cụ thể không chị? Làm gì cho cô thôi. Dạ, dạ, dạ. Chưa nhớ địa chỉ. Đây, hai cô chú đang đặt là còn bao nhiêu người cái số lượng này rất nữ là lớn. Hết cô hả? Và đây là có sẵn những cái size với số 7 người. Để con hỏi thợ cái này là bao nhiêu một cái thì con báo cô nè. Áo thôi, không lấy quần cô nha. Không. Dạ. Đây hai cô chú thì tới muốn may đồng phục cho cả gia đình. Chú muốn lựa gồm có là trai gái dâu rể rồi các con các cháu để chuẩn bị cái lễ mừng thọ. Và cô chú có mang một số cái mẫu tới cô, tất cả cái này số đo có mang đây, theo. Để khoan con đang nói cái này nè, cái này nó có đắp một cái mé bên này nè. Là cái này đắp cho không cho hở tà thì cô muốn để hở tà hay là cô muốn đắp như vậy luôn? Rồi để bây giờ để gọi điện cho nhỏ cháu. Nếu mà đây cô dặn rồi là tôi gọi cho nhỏ bến nó trả lời. Tại vì cái này ta đắp lòi ra đừng có cho hở cái mấy này. Nhưng mà con nghĩ là nếu mà cái này chú làm cái vai này, cái này chú đừng có làm cái này nó sẽ đẹp hơn. Rồi con hỏi ý kiến cô thôi. Bây giờ anh gọi đi. Vậy tại sao phải nói để mất công Rồi cô nói là tiền không thiếu nhưng mà chỉ sợ là may không có đẹp không vừa ý thôi. cái tiền giải áo dài của
dài 3 bộ là 2.250.000, chiều ngông là 1.800.000. Ok. Đây, chú cũng đang coi những cái không có dày lắm đâu chú, cái mưa nó không có dày lắm. Cô cho con gửi này, rồi, con đang hỏi thờ giá nhiêu. Áo dài nam. Cảm ơn em. Bây giờ kết thúc. Rồi bây giờ là kết thúc được rồi nha. Ngủ đi con. Đó, bây giờ bên Mỹ đang là khuya đó. Khuya yeah. Bên thằng cái bàn cổ là à, bây giờ là kết thúc cho cô 3 giờ à? À đâu? Georgia. Georgia. 1 giờ đêm. 1 giờ đêm á. San Jose nó mới hạ. San Jose là bữa nay là cháu này ở San Jose là bây giờ đang là 11 giờ. Vâng. Kết thúc cho cổ là đúng như Việt Nam luôn. Vâng. Giờ đêm luôn tận nguyện vâng. Rồi thôi, cảm ơn hai người đẹp nhé, đã bớt chút thời gian tới đây để coi như là rồi vậy thôi, bây giờ đi cắt đồ vết anh ơi, qua bển là điện lại ha con ha. Rồi, đâu có chỗ dũng mấy chút rồi. Dễ dầu gì cô nghe chịu. Chế nước sôi vô trong kia mình tự hãm thì ghê quá. Cái chế nước sôi vô bình thủy đi thì cái gì đu đủ đực á. Đủ đực uống cho hết bệnh, chị bá bệnh. Ừ. Này là mình có thương hiệu bên mắm các loại mắm gì cẩn bán ở sang USA và Facebook mắm Việt mắm lỡ Việt luôn yeah. Lỡ ai lên là cái gì Sài Gòn ngày nay thì ủng hộ mình ở bên bán mắm bên Mỹ nha, các loại mắm mắm Việt mắm Việt các loại mắm của Việt cẩn á. Dạ rồi cảm ơn người đẹp nha. Facebook mắm Việt, Facebook là mắm Việt rồi cảm ơn mà ai biết tới thì dạ vâng rồi cảm ơn người đẹp và dạ rồi tới đây thì Tuấn Dương xin tạm dừng video vì tiệm cũng rất là bận còn phải tư vấn cho nhiều khách hàng nữa. Chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian để theo dõi và hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video clip mới. Và nếu may áo dài thì đừng quên ghé áo dài bé chợ An Đông, địa chỉ là sạp D1, D3, D5, D7. Và khi mình đi từ cổng chính, đi cầu thang bộ lên gặp tiệm vải Ngọc Mai thì quẹo trái cỡ khoảng 5m là thấy áo dài bé. Này nó kỹ quá chứ.